các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Chào mọi người. Thì mình có nói ngày hôm qua là có bạn yêu cầu mình làm clip về nhân vật cao bồi, thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của bạn nha. Mình thì chơi cao bồi không có hay đâu, nhưng mà thì cũng vô múa lửa xem coi như thế nào. Trước đây là mình cũng có làm về clip của nhân vật này rồi, nhưng mà cách đây cũng khá là lâu rồi. Bây giờ thì mình sẽ mang bộ trang phục A của cao bồi ha. Roi dao ngược thì cái bộ này là bộ skin quốc dân rồi. Mang luôn cái phụ kiện A lý mịch nha. Phụ kiện này khá là đẹp. Hiệu ứng tuy rằng đơn giản nhưng mà nó cũng là hàng hiếm đó. Bộ trang phục này rất là nhiều bạn ưa chuộng. Nói chung là nó rất là gọn, gọn hơn là cái bộ skin mà cái gì đèn cày đó. Ôi, cái bộ trang phục đó nó chơi chán lắm. Được bộ này với lại bộ của cái gì nhờ, mình quên mất rồi, nhưng mà mình vẫn thích cái bộ skin này hơn. Mình đang trong cái chế độ xếp hạng nha mọi người. Mang luôn con bét khá là giống ha. Con bét con chó ba đầu. Nó rất là hợp với lại cái trang phục này. Bây giờ thì mình đang ở điệu 2 thôi, nhưng mà lớp từ từ rồi mình sẽ lên lại. Bữa giờ mình làm clip cho các bạn xem cái mình quậy ranh quá, phá quá. Toàn là chơi những cái nhân vật không phải là sở trường không à, nhưng mà vô làm clip thì mình vẫn làm được. Lisa hả? Trận này mình gặp Lisa. Trông cho sửa xong cái máy này đi rồi làm gì làm. Nhớ vô các bạn không nhất thiết là phải đi cover sớm đâu. Cover sớm thì sẽ bị thọt máy. Nhiều bạn cai được, cai tốt, mà mình cứ đi theo mình chờ mình cover thì nó lại thọt máy uổng. Có red nữa mà. Có red thì cứ để cho đồng đội mình lên ghế một lần rồi bạn red đi cứu đầu cũng được, mình đi cover lúc ngồi ghế lần hai cũng được. Wow, cay tốt quá chứ. Phút 20 cm. Dễ sợ, dễ sợ. Xong máy rồi nè mọi người, khỏe rồi đó, xong máy là khỏe rồi đó. Bây giờ là chúng ta sẽ đi quậy thôi. Ủa, dịch chuyển, bỏ giáo sư. Ủa, bà tới đây luôn, tìm mình luôn. Chị tìm đúng người rồi đó chị. Em cai ngu lắm chị ơi. Em cai mắt ngu luôn. Hụt nha. Quăng dây qua ballet chạy. Mới đầu mình chơi nhân vật này mình chơi tệ lắm, tại vì mình không có biết cái quăng dây sao, cái tầm nhắm sao cho chuẩn á. Mà bây giờ thì nó dễ hơn rồi lúc trước. Ông nội kia cũng nhiều chuyện chưa mọi người? Ông nội giáo sư cũng nhiều chuyện dễ sợ không? Đang yên đang lành không muốn đâu, ăn một hít mới chịu. Bỏ mình luôn rồi, còn hai máy thôi. Sau này cái sửa lại cái tâm nhắm của cao bồi á, dễ chơi hơn rất là nhiều ha. Khi nào mình quay tay quăng dây sao cho cái tâm nhắm nó thu lại còn tí xíu, bé xíu á, là lúc đó là mình có thể móc trúng. Để mình thử mình quăng dây bạn này xem. Trúng nè, thấy chưa? Ủa, vô tình mình bóp. Trời ơi, tôi bóp đồng đội tôi kìa. Hồ ra bạn ấy chửi mình banh xác luôn á. Có tôi ở đây, đừng có lo. Tôi là chuyên gia bóp rán đồng đội. Chạy. Cai chung cho vui. Cai ở của chỗ này cũng gắt lắm nè. Chỗ này hunter cũng khó dí lắm nè. Nhưng mà với điều kiện là đừng có đập pallet nha. Đập pallet là một chuyện phải cai, chứ ở một chỗ là không được đâu. Ok. Còn tớ nè bạn ơi. Còn em là chị gây ơi. Thấy là thấy mình rồi. À, nó bỏ
kịp. Quăng dây sớm quá. Còn một máy đã kích hoạt mấy mỏ hóa rồi. Thôi thôi thôi, mình sẽ là đi cứu luôn. Nửa máu đi cứu mấy ơi. À, cái gì vậy? Trời, hên chưa kìa. Ờ, đánh hụt, đánh ghế nha. Còn bánh đà thấy ghê chưa, nửa máu đi cứu. Không sao hết. Chạy, bà gây sao bà, ghét mình quá. Quá ghét rồi. Bạn giáo sư chơi cũng được, chơi cũng hay. Ôi kìa, kén. Ui, đây là hậu quả của việc xoay cam. Xoay mà xoay cam mà hùng mát nhưng mà cũng ngu ngu làm sao á. Bị mướn vô cái ba lét. Hy vọng là có ai đó rủ lòng thương qua cứu mình. Gác mộ còn sẵn y nguyên luôn. Nãy giờ gác mộ chưa có tốn cái gì hết. Đi thôi. Bỏ luôn kìa. Quê. Liệu trận đấu này chúng ta có thoát bốn được hay không? Nói chứ muốn chơi được cái nhân vật này mà chơi hay là phải tập nhiều lắm, kiểu như là phải bị chửi dữ lắm luôn á. Rồi vô là thua, nó dịch chuyển qua đây, thua nhiều trận lắm mình mới có được kinh nghiệm. Ở đây có cái hầm nè. Hên quá à, mình không chạy tới đó, chạy tới đó là đâu có ra cổng được đâu. Liêu liêu với ba chị cái xa. Bye bye. Trận ranh, ui win ba là được rồi. Và thôi bây giờ mình sẽ làm thêm trận đó tiếp theo nha mọi người. Mình qua trận 2 nha. Qua trận 2 xem có gì hot không. Kiếp của Leo. À mình nhớ ra rồi, mình nhớ ra là một cái skin ở chơi cũng rất là dễ chịu. Đó là skin COA của tao Bùi. Cũng là skin A luôn, trời ơi sắp kìa. Nó tới nè. Đừng có thấy em, đừng có thấy túi. Trời ơi mình núp một cái chỗ mà kiểu như là thâm thiên bạch nhật luôn. Ôi đừng có thấy em. Thì ghê quá mọi người ơi. Ghê quá. Chưa đi nữa nó quay lại nè. Trời ơi nó quay lại nè. Đừng có thấy em. Đừng có thấy nha. Trời ơi má ơi núp vậy mà nó không thấy nữa. Ui. 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 Ủa không thấy thiệt luôn á. Bạn gắt. Trời ơi là trời. Uống tim chưa. Không tin được. Không tin được. Chỗ núp nó huyền thoại chưa? Má quá đỉnh. Không biết là do bạn giác này là nhìn đi đâu hay là như thế nào để có gì khi nào các bạn vô chơi cái mát ký ức của Leo này, các bạn giả bộ giống như mình thử, các bạn núp ở phía bên cái tủ xem bạn Hunter có thấy không nha. Rồi tìm chúng chị mù luôn. À ăn palette của mù. Trời gì chứ bị mù đập ba lét nhục lắm nha. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi chứ cũng biết vậy. Biết sao mà bạn bị ăn ba lét. Mù cũng nhanh lắm. Không giỡn mặt được với anh Jack. Chả biết như thế nào mà sao dạo gần đây trời mưa liên tục. Nhưng mà có ảnh hưởng do bão nhưng mà mình nghĩ là chắc trời nắng lại rồi. Không ngờ lại mưa tầm tã, giống như là hôm qua cái nha, mình đi giặt đồ ở nhà, cái xong mình vừa giặt xong đồ mình phơi xong cái rồi đem nắng rõ ràng nha, nắng đẹp lắm, vừa phơi đồ xong mình vừa bước ra nhà cái trời chuyển mưa xong sấm chớp rầm rầm, nhưng mà trời vẫn nắng, mưa xuống tầm tã luôn, thế là mưa mới một ngày. Thì còn đỡ đỡ được một tí để mình đi cứu nha. Đi em ơi, đi bé ơi. Ow, đỡ gió.
qua bắt tôi á, xin qua tìm tôi á. Ở đây em eo. Ý, ý, ý hụt kìa. Đi, đi tiếp, đi tiếp. À, có bạn nào vàng, trời ơi, nhiều bạn nào vàng. Ôi. Gắt nha, gắt 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 dữ nha, mời Linh luôn nha. Gì? Được rồi, được rồi, anh ơi, thay. Ui, hay quá, có anh nào đánh hụt. Á, à, trời gió. Khiếp. Nhây kìa, nhây kìa, nhây kìa. À, mù vậy được rồi kìa. Ơi, sao vậy? Sao tè le vậy? Còn bạn bệnh nhân, bạn dắt mới chào đó chứ, chắc đang đắc thắng lắm, kiểu như là một mình cân ba vậy đó. Bạn bệnh nhân mà cứu mà tẹt rô nữa là nghỉ chơi nghe, nghỉ game luôn á. Ok, tát gió vô gốc cây, đánh đánh ghế hụt luôn, đánh vô ghế. Còn bạn đào vàng nằm xe lè, nằm phải lai đằng kia. Quê nó dí mình nè mọi người ơi, nó ghét mình nè. Thiên quá, thiên quá. Trời ơi, chơi cái này là phải kiểu như là đừng có bị bệnh tim mạch gì nha mọi người, yếu tim đó. Wow. Chịu rồi. Lắc này là lắc skin S trong cầu mùa cũ nè. Mình không có chơi cầu này, mình thấy nó cứ sao sao á. Nhưng mà để chừng nữa mình cũng qua mình lấy cái skin này xem. Rồi, nó vẫn theo đuổi mình luôn, không bỏ. Vì sao nó lại ghét mình đến thế? Ý, gió hụt nha anh ơi. Blin. Oh. Yeah, Blin hụt, đánh hụt. Tuyệt vời. Nhức mắt. Còn một tí tí dây à. Trời ơi, còn có tí tí dây à. Tôi sẽ làm gì với cái dây của tôi? Ok. Ok là còn vít đè thấy ghê chưa, đầy đủ đồ chơi hết á. Ủa sao nãy giờ vẫn còn hai máy không có được không, hai máy từ lúc ở cover mù đằng kia cho tới khi mình ra đây vẫn còn hai máy là xong rồi kìa. Mình á là mình chuyên gia, mình on đêm luôn á. Bạn nào mà on đêm á thì cứ comment qua Facebook cho mình nha. Còn nếu như ban ngày á thì mình hên xui lắm mọi người ơi. Tại vì ban ngày á nhiều khi rảnh thì mình vô chơi, còn không rảnh thì mình lo làm mấy công việc khác của mình đó. Đa số là giờ khuya là mình rảnh. Ai mà on được đêm thì cứ liên hệ với mình là bảo đảm kiểu gì cũng gặp. Rồi tôi bay mất tiêu luôn. Theo ám mọi người để vô xem, vô xem các bạn tới đâu rồi. Mù mở cổng xong còn mình bạn đào vàng. Ờ gió hụt kìa, được đó chứ. Ờ đánh hụt luôn kìa, mắt đỏ. Ui hụt thêm cái nữa. Rắc ơi là rắc. Ờ xong.
Ơi, trận này mấy bạn không thể nào mà win nổi, nhưng mà vẫn hòa được. Và thôi, bây giờ mình sẽ kết thúc trận đấu ở đây nha. Hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Và nhớ like, đăng ký kênh cho mình nữa. Mình gần được 1k sub rồi mọi người. Bây giờ thì chào tạm biệt. Bye bye cả nhà.